Phiên tòa phúc thẩm xét xử hai phụ nữ chống luật đặc khu. Sáng ngày 23 tháng 9, Tòa án Nhân dân cấp cao tại số 57 phường Cát Lái, quận 2, Sài Gòn, phiên tòa xét xử hai phụ nữ chống luật đặc khu đã diễn ra. Trong bối cảnh hiện tại, khi tàu Trung Cộng đang xâm lấn lãnh hải ngoài khơi bãi Tư Chính, luật đặc khu tiếp tục có dấu hiệu hồi sinh khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Phú Quốc tiếp tục quy hoạch làm đặc khu kinh tế. Bản án phúc thẩm 11 năm tù dành cho chị Vũ Thị Dung 6 năm và chị Nguyễn Thị Ngọc Sương 5 năm sẽ là vết nhơ của chế độ. Trước đó, ngày 10 tháng 5 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt chị Vũ Thị Dung 6 năm tù và chị Nguyễn Thị Ngọc Sương 5 năm tù cùng về tội làm tàn trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo cáo trạng, từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2018, bà Dung và bà Sương dùng điện thoại để lướt Facebook. Hai người này sau đó tương tác với các tài khoản có tên Tân Thái và Benny Trương để xem các video bài viết có nội dung chống phá nhà nước. Họ bị cáo buộc có hành vi kích động và kêu gọi người dân xuống đường biểu tình phản đối dự luật đặc khu kinh tế, luật an ninh mạng. Ngoài ra, bà Dung và bà Sương còn làm ra các tờ rơi có nội dung chống phá nhà nước rồi mang đến thị trấn Định Quán, huyện Định Quán, Đồng Nai, phân phát cho người dân. Hai người phụ nữ trên bị bắt giữ trong âm thầm. Họ là những tiểu thương buôn bán thầm lặng qua ngày. Họ xem tin tức, đọc thời sự và họ xuống đường vì nỗi lo mất nước. Tài liệu mà cơ quan an ninh điều tra tìm thấy là gì? Là biểu ngữ phản đối luật đặc khu. Chị Vũ Thị Dung, một người phụ nữ mảnh mai, bị bắt khi đang trên đường đi dự đám cưới với người thân từ cuối năm 2018 và bị đưa ra xét xử trong một phiên tòa mang tiếng công khai, nhưng không có một người thân nào được tham dự. Luật sư cũng do cơ quan công an chỉ định. Chị Vũ Thị Dung và chị Nguyễn Thị Ngọc Sương đã kháng cáo và ở phiên tòa phúc thẩm tuyên y án. Chủ tọa phiên tòa đã bác bỏ toàn bộ các ý kiến bào chữa của luật sư, việc thu giữ máy tính, điện thoại, không có sự giám sát của đại diện viện kiểm sát là không vi phạm pháp luật vì cơ quan điều tra cho rằng bắt quả tang, làm ra các biểu ngữ phản đối luật đặc khu là chống nhà nước. Mời các bạn nghe những tranh luận tại phiên tòa. Cái nội dung tiếp theo nữa mà luật sư cho rằng là rõ chắc là không đúng về mặt thời gian, tôi thấy như sau. Ở đây chính luật sư đọc báo trạng cũng không rõ về mặt thời gian. Ở đây báo trạng biết là thời gian nào các bị cáo phản đảo, sau đó những thời gian nào đi mua sạch sẽ ra để chuẩn bị công việc, và thời gian nào sạch và thời gian nào cơ quan điều tra bắt quả tang. Ở đây của luật sư cho rằng là toàn bộ các biên bản ghi lời khai của các bị cáo rồi thu giữ vật chứng của các bị cáo có những điện thoại máy tính mà không có ý kiến về tổng kiểm sát, chúng tôi tính sau đây là hành vi của bị cáo bị cơ quan điều tra bắt trong trường hợp phạm tội quả tang. Đã là quả tang thì lúc đó không thể có kiểm sát viên để chứng kiến được điều kiện nữa, có kiểm sát cấp thiết của trường hợp ta, và sau đó thì cơ quan điều tra mới làm các thủ tục theo đúng tố tụng của cảnh sát đặc biệt chuẩn. Và các bị cáo ở đây đều là thành viên không bị hạn chế năng lực, vì vậy việc cơ quan điều tra lấy lời khai các bị cáo là đúng tố tụng. Thưa hội đồng xét xử, đối tượng và xem xét ở tại cái bản án vụ án này chính là cái bản án sơ thẩm, và bản án sơ thẩm phân tích đầy đủ các hành vi phạm tội của bị cáo trên cơ sở kết luận giám định của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền và đã kết tội bị cáo là có phạm tội. Ở đây bị cáo cho rằng là thì hai người phụ nữ này không thể chống đối chính quyền, như bị cáo biết rằng là bản án sơ thẩm xử các bị cáo về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm, ở đây có từ nhằm nhưng tôi thật sự là quên cái từ nhằm này ra, và cho rằng với hai người phụ nữ yếu đuối này có tội này không thể chống đối chính quyền được, như ở đây luật quy định là nhằm và rõ ràng là hành vi của bị cáo là có lôi kéo. Vậy thì dân có hoang mang hay không? Các bị cáo giải truyền đơn, vậy những truyền đơn này cho mục đích của bị cáo là cho ai cũng không thể giải truyền đơn, không có người đọc. Những người nhận được tờ những tờ truyền đơn của các bị cáo giải này sẽ hoang mang, và đánh giá hoang mang hay không là của cơ quan tiến hành tố tụng. Người dân hoang mang, bị cáo cho rằng đã mất nước rồi, phải xuống đường đi, phải biểu tình đi để cứu đi nước đi.
tạm tổ chức và bán yêu cầu để giải quyết. Như vậy tôi thấy rằng căn cứ vào toàn bộ 103 những cái lời mà các vị nào viết ra ở trong 103 cái tờ rơi để giải quyết đơn là có căn cứ như bản án sơ thẩm đã phân tích. Chính vì vậy chúng tôi thấy rằng là bản án sơ thẩm xét xử bị cáo đúng người đúng tội. Vì vậy chúng tôi không thể được người xét xử để chấp nhận ý kiến của sư không đúng tội. Thưa luật sư, qua ý kiến phát biểu của đại diện viện sát thì chúng tôi thấy đại diện sát thấy vào cái kết luận giám định tư pháp mà các luật sư đã phân tích đưa ra đó thì tôi thấy như thế này, thực ra khi phát biểu có những điều chúng tôi không muốn đọc lại, thực ra không phải mọi vấn đề, mọi tài liệu thông tin mà có thể nên đọc ra. Có thể là giữa những người tiến hành tố tụng tham gia tố tụng đọc biết hiểu, chúng tôi chỉ nói khác quá, nhưng mà chính ra đại diện viện kiểm sát cũng lại đọc ra đó là cái ở cái mục 7.2.1 có một tài liệu về đả kích đảng cộng sản hay là phê phán chiến lược quan trọng thứ tư, tôi là không muốn đi vào cụ thể đại diện kiểm sát đã nêu ra đó, thì cái những tài liệu đó chúng tôi không nói, tức là chúng tôi cho rằng như thế này. Thực ra thì có thể nhận định là những cái phần này đó nó có những lời lẽ cáo không mang tính nếu xét thì mà pháp luật sẽ là một cái mặt bằng nhận thức hiện nay đó là gọi là phản đảng, nhưng gọi là để chống nhà nước không phải, thì đảng cộng sản hay là ông Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư không phải là nhà nước, chúng tôi đã từ đầu nói như vậy. Thứ hai là ngoài các tài liệu trên 11 tờ tài liệu thì còn lại 81 tài liệu là nội dung không phải là chống nhà nước mà chỉ là chống Trung Quốc và phê phán về sự can độc tài Trung Quốc có cái dấu hiệu là đầu độc người dân ở mỗi góc độ mỗi người nhận thức khác nhau, cái này mà trên báo chí thì không. Thì luật sư tập trung các tài liệu mà các bị cáo ghi đấy, nó chống nói gì về Trung Quốc hay là nó chống gì về nhà nước? Dạ thưa. Như vừa rồi thì kiểm sát công bố một số các cái nội dung đó, thế có đúng không? Dạ thưa. Thật ra hôm nay luật sư đưa ra nói thế là đây thì chống đối việc là do Trung Quốc bán cái hàng độc hại, đúng không? Dạ. Như thế thì xem trong các tờ báo đó có nói cái nội dung không? Hay là có những nội dung của kiểm sát để mình tăng cường nhau? Dạ, thì đây nó rất rõ ràng. Chúng tôi đang cầm trên tay cái kết luận giám định tư pháp, trong đó có 103 tờ tài liệu. Trong đó thì có 11 tài liệu là nói về đảng cộng sản Việt Nam, về tổng bí thư đảng cộng sản. Chúng tôi không đọc lại câu chữ thì viện kiểm sát đã lặp lại, không muốn nói nữa. Thì là ra nghe phản án nói về một người lãnh đạo đảng đứng đầu, chúng tôi không muốn nói gì đó. Thế nhưng sự thật đó là còn lại 81 tài liệu gọi là liên kết chung trong cái tài liệu mà 103 tài liệu có nội dung tuyên truyền về chống nhà nước, thì trong đó 81 tài liệu không phải là chống nhà nước, có thể cần những cái đọc từ trên xuống dưới, từ cái mục 7.2.8 ghi rõ 81 tờ có nội dung kích động biểu tình gây rối rồi xuyên tạc tiêu phản đối Trung Quốc, chúng ta trước nước cho đất nước đang bị hoang mang vô tín, thì chúng tôi cho rằng đó ngay cả câu quy kết vậy đó thì cũng cho thấy cũng không phải là như chống nhà nước khi mà nói rằng là phản đối Trung Quốc hay chúng ta cứu nước cho đất nước đang bị ngoại bang vô tín, tức là cái quy kết nhưng mà dấu hiệu đó là có rõ ràng. Hiện nay Việt Nam đang đứng trước tình trạng đó, chúng tôi có phải dài dòng, có phải tuyên bố lấy nội dung này như khác, nhưng đó là sự thật. Và 81 tài liệu này cũng tập trung là gọi là đánh đuổi Trung Quốc, chúng ta không chịu làm đô đề để tạo cộng về này kia, tất cả phản đối về Trung Quốc, nói chung là 81 tài liệu để phản đối Trung Quốc, nhưng được quy kết tài liệu để tuyên truyền nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội Việt Nam, thì chúng ta thấy đó là việc kiên cường của xét là không phù hợp. Còn 11 tài liệu kia thì lại là nói về đảng, về tổng bí thư, thế nó gây phản cảm, thậm chí có thể xem là một hành vi xử lý thành một lối khác, không phải là đã cấu thành các điều kiện tội danh từ 17 của sự mới. Tôi nghĩ là như vậy, nhận thức là như vậy. Dạ. Đó là vậy, và một cái cuối cùng chúng tôi ý của viện sát nói rằng là đây là xuyên tạc và gây hoang mang như theo điểm B khoảng 1.17 của luật sự, thì chúng tôi lại thấy không phải như vậy. Bây giờ nếu với 81 tài liệu này có phải xuyên tạc không? Nhận thức của bị cáo kia thực hiện cũng không phải là xuyên tạc. Nhận thức của tôi trong thời điểm này cũng không phải là chuyên tạc và phản ánh sự thật.
phản ánh có thể đầy đủ, chưa đầy đủ, hay là nó có những lời nói hơi quá đáng, hay là nó gì đó hay, nhưng mà nó không phải là như vậy. Và có phải gây hoang mang trong nhân dân hay không? Gây hoang mang thì ở mức độ nào để đánh giá? Đại diện viện kiểm sát cho rằng đó là những cơ quan tiếp tục đánh giá. Chúng tôi nghĩ là đã giám định tương tự theo rồi, thì do vậy cái người giám định có giám định được cái mức độ gây hoang mang, tài liệu đó đã phát tán tới đâu, được bao nhiêu người dân thu nhận, đọc xem truyền nhau để rồi nó thẩm thấu qua mình, để đến rồi người ta có những hoang mang thế nào, quý vị là có khảo sát đánh giá không? Còn tài liệu ném ra bị thu giữ và đi giám định và kết tội rằng là coi như gây hoang mang, tình tự chưa gây hoang mang, có thể là như vậy. Sau đó cũng là một vấn đề để nếu xác định là hành vi bị cáo vi phạm pháp luật thì đây mức độ phát hành chưa phải là lớn. Tội danh trong nhiều trường hợp các vụ án thì với những cái tình tiết giảm nhẹ và mức độ chưa nghiêm trọng, cơ quan tố tụng tòa án cũng có thể là xem xét để quy định hình phạt để xử cho bị cáo thấp hơn, chứ không phải vì sẽ quá nhấn mạnh với cái tội danh này nghe được động tới nhà nước hay là người khác cũng có thể là xử như thế. Và chúng tôi nghĩ là tòa cấp phúc thẩm hoàn toàn có thể là xem xét đánh giá và có những thay đổi đối với bản án sơ thẩm. Và kính thưa hội đồng xét xử, chúng tôi đã cùng với các đồng nghiệp hết sức chú ý lắng nghe phần tranh luận của vị đại diện kiểm sát, và qua phần tranh luận của vị đại diện kiểm sát gửi mở của hội đồng xét xử từ chủ tọa này có thấy rằng rõ ràng nội dung vụ án này khi mà hai bà đã làm những hành vi có liên quan, trong đó cũng có tài liệu liên quan đến vấn đề chính trị xã hội, và đó không thể nào mà bào chữa hay mà không nói về chính trị xã hội. Và đó là lý do khi chúng tôi bào chữa hay mà chúng tôi thấy điều đúng là phải coi những cái nội dung hay mà chúng ta đúng hay sai. Nếu đúng thì rõ ràng có thể đó là cơ sở để tổ chức bài được, và nếu sai thì hay mà bị truy tố thì hoàn toàn chính đáng thôi. Khi vị đại diện kiểm sát có cho rằng luật sư chúng tôi chỉ nêu ra những cái nội dung trong những tài liệu trong đó có nội dung có lợi, trình bày ra mà thôi, các bạn như vậy đâu. Chúng tôi cho rằng việc xét về mặt yếu tố đối tượng bị xâm hại tại những trường hợp này là nhà nước, thì chúng tôi xin khẳng định rằng cả 103 tài liệu đó không có tài liệu nào đề cập đến nhà nước cả. Và khi bị đại diện kiểm sát dẫn chứng thì là những chứng một cái tài liệu cũng đó nói đến, cũng là nói đến tổ chức đảng và nói đến tên người lãnh đạo đảng. Thế thì tổ chức đảng và người là tên của người lãnh đạo đảng vẫn không phải là những đối tượng mà thuộc về phạm trù khái niệm nhà nước của mặt trận Việt Nam được. Và nếu trong trường hợp chúng ta không có một bất kỳ tài liệu chứng cứ của giấy tờ được thể hiện trong 103 tài liệu đó thể hiện mà có liên quan đến vấn đề nhà nước, thì rõ ràng việc khi tố hai bà với cái tội danh là làm ra để phát tán thông tin tài liệu và nhằm chống lại những cái hoạt động đó là không có cơ sở. Do vậy tôi nghĩ là chúng tôi cũng tin rằng cái đề nghị chúng tôi rồi đề nghị là được xem xét tuy hai bà không phạm tội mà vẫn có cơ sở đó. Đã mất nước rồi phải xuống đường đi, phải biểu tình để cứu lấy nước đi. Đảng Cộng sản bán nước rồi, người dân xuống đường phản đối đi, là những nội dung trong truyền đơn bị cho là vật phẩm chống nhà nước. Hãy nhìn lại hiện trạng đất nước ngay lúc này. Trung Cộng đã xâm chiếm bãi tư chính, quấy rối, cản trở các hoạt động khai thác dầu khí mà Ba Đình không có dấu hiệu nào cho thấy sự cương quyết bảo vệ chủ quyền. Người Trung Quốc ngang nhiên coi Việt Nam như sân sâu đã phạm tội đánh cắp tiền của dân Việt Nam, sản xuất ma túy tại Việt Nam, dụ dỗ trẻ em gái chưa thành niên quay phim khiêu dâm để trình chiếu thu tiền tại Trung Quốc. Không mất nước thì là gì? Vũ Thị Dung, Nguyễn Thị Ngọc Sương sẽ là hai người phụ nữ tiếp tục đi vào lịch sử vì tội nói thật, vạch trần bản chất, bán nước, gian trá của Đảng Cộng sản Việt Nam.